Rồi, bây giờ trong lúc chờ đợi chúng ta kết nối lại với ca sĩ Quách Tuấn Du thì quý vị cũng nhớ số điện thoại quen thuộc của chương trình, đó chính là 02743836246. Hãy gọi về cho chương trình và kết nối cũng như đặt câu hỏi giao lưu cùng ca sĩ Quách Tuấn Du ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với không gian của âm nhạc đi ha. Chúng ta hãy thưởng thức ca khúc Nhật ký đời tôi. Đây là một ca khúc nhạc remix nha. Sau ca khúc này chúng ta sẽ trò chuyện tiếp với ca sĩ Quách Tuấn Du ạ. Check it out, y'all. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nở tối tàn, đời ai không một lần quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhặt thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ, năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngắn đôi đường, nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thôi. Thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nở tối tàn, đời ai không một lần quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ, đem thơ về ghép nhặt thành khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều, cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ, năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngắn đôi đường, nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thôi. Chúng ta tiếp tục trò chuyện với ca sĩ Quách Tuấn Du quý vị nha. Quách Tuấn Du thân mến,
À, dạ, mời quý thính du tiếp tục chia sẻ về cái hành trình của mình đến với cái dòng nhạc bolero cũng như là bolero remix thì như thế nào, đã cái nguyên do như thế nào mà đã dẫn Quách Tuấn Du đến cái dòng nhạc này ạ? À, chào mọi người, tại vì em cũng Du cũng bị mất cái tín hiệu á, cho nên cái câu chuyện cũng hơi dở dang. Sau đây mọi người nghe thì Du nói là về cái lúc mà Du chuyển sang cái dòng nhạc bolero á, là vì vì có rất là nhiều người hát, cho nên là Du không có được được mọi người chào đón, cho đến khi mình nghĩ ra một cái điều đơn giản nhất là mình, đó là mà thôi mình làm một cái gì đó cho nó lạ. Lạ thì đối với mình thôi, nhưng mà đối với người khác thì nó cũng bình thường, vì vì cái dòng nhạc bolero mà hát theo dạng liên khúc thì đã có từ rất lâu rồi, nhưng mà với cái âm nhạc, cái sao nhạc bây giờ nó đời mới hơn, nó lạ hơn, và cái tempo nó nhanh hơn. Cái tempo mọi người biết là cái nhịp á, mình nói để cho mọi người dễ hiểu là cái từ chuyên môn thì là tempo của cái nhạc thì nó là nhanh và chậm đó. Dạ đúng Thì rồi. mình ngày xưa thì nó chậm, nó liên khúc nhưng vẫn chậm, còn bây giờ là mình hát nhanh hơn thì cái kiểu này thì đến bây giờ thì mình cảm thấy khán giả rất thích cái dòng nhạc của mình, nhưng vẫn vẫn không có thể hát lại được thường xuyên, giống cũng không có thói quen hát lại, là bởi vì hát rất là khó, bởi vì mình hát mình phải đánh lưỡi, phải 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 xử lý rất rất nhanh cái miệng mình đó, thì mới mới kịp hát cái tròn vành và rõ chữ với lại cái nhịp đó. Vì vậy cái bolero mà Du Du thực hiện đó là bolero remix, với cái album đầu tiên với cái chủ đề đó là Mr. Bolero Dance Remix đó. Thì cái Mr. bolero Bolero Dance Remix. mà một mình Du thể hiện 1 tiếng 10 phút, tức có nghĩa là một ca sĩ mà hát suốt 1 tiếng 10 phút, thường thường người ta nói là phải chen vào một vài ca sĩ nào đó nổi tiếng, hay là một vài cái giọng hát nữ, hay là một vài giọng hát nam nào khác đi để cho không khí nó thay đổi. Nhưng mà Quốc Tuấn Du nghĩ rằng là thôi mình cứ là một đơn thân độc mã, mình chơi một lần một thử xem như thế nào, Nhưng mà có được bao thì giờ mà trên sân khấu mà Quách Tấn Du một mình, Quách Tấn Du trình bày một lượt mà mấy bài như vậy không? trên sân khấu thì Du chưa bao giờ được hát hết một cái non stop đó 1 tiếng 10 phút, mà Du chỉ hát được nửa tiếng, Nửa tiếng tại một vì mình Du á hả? một mình Du có thể đứng nửa tiếng để hát nguyên liên liền tù tì cái non stop đó. Vì vậy cũng chính vì cái điều đó mà có lời cho bầu show hay Cái sao đó á, là một bầu show thử đó là thách một thử thách, nha mà cũng là một cái điều mà làm cho bầu show chỉ mời Quách Tuấn Du là đủ Du. rồi. Không phải, tức là không ai mà dù y như là xô đổ cái kỷ lục vậy đó, nếu mà ai mà xô đổ cái kỷ lục đó được thì mới thay Du được, À, nghe cho đến nay không? bà bạn bạn nói cũng đúng, là bởi vì chưa có một ca sĩ nào đến ngày hôm nay, từ khi mà cái album đó nó hot hot lên đó, thì có rất là nhiều nhà đầu tư vào để nhảy vào để mà mời Quách Tuấn Du độc quyền, nhưng mà Du Du không có biết, tại vì Du không có biết pháp chế, giống như Du cũng có biết rành về vấn đề pháp lý này nọ, cho nên là Du cũng không có ký hợp đồng với họ với ai cả. Nhưng mà Du muốn tự bản thân mình đầu tư tiếp tục làm, thì cho đến ngày hôm nay là được 3 cái link đó. Một cái link là 1 tiếng mấy, thì Du nói thật là bây giờ có thể là cũng có nhiều người chưa nghe những cái link tiếp theo, tại nghe cái link đầu tiên là cũng cũng đã quá dài rồi. Mệt luôn Nhưng rồi. mà Nghe còn mệt nữa. cái dài nó cũng thiệt thòi cho mình, nhưng mà cái dài nó cũng thành công ở mức độ là kinh tế, tại vì một khi một cái link đó mà dài như vậy up trên YouTube thì được quảng cáo rất là nhiều, mà quảng cáo xịn không, quảng cáo từ những cái dòng xe rượu này nọ đó, cho nên là cũng mang về cái lợi nhuận cho Du trong cái khoảng thời gian bất ngờ đó. Thật sự khi mình làm thì mình không nghĩ đến lợi Đúng nhuận, rồi. mình làm mình chỉ nghĩ là sướng mình thôi, mình được hát cái dòng nhạc này với một cái màu màu sắc khác. Rồi Du nói là nếu như không thành công thì coi như là dòng nhạc này mình sáng tạo ra cho mình để mình vui vẻ rồi kết thúc sự nghiệp cũng được Gọi đó. là Du mình Du đã qua cái Mỹ nư đi mình sống thôi. Phải không? đã cái nư rồi mình không thành công thì mình qua Mỹ mình sống. Nhưng cuối cùng thì nửa năm sau tự nhiên đùng 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 lên cái view, lên lên gần 80 triệu lượt view, mà với cái thời điểm YouTube mới bắt đầu thịnh hành thì mọi người biết là người ta cũng chưa có thói quen, người ta biết truy cập YouTube, nhưng mà lại được được mọi người theo dõi trên trên cái kênh của mình là tới 8 triệu, 80 triệu cái lượt xem đó, cho nên là mình được nhận về hàng tỷ đồng. Mình dùng hàng tỷ đồng thì mình không dám nói là bao nhiêu, đến ngày hôm nay thì cứ mỗi một quý như vậy mình nhận tiền YouTube rất là nhiều, nhưng mà
bị có cái là mình có ký hợp đồng với công ty, cho nên công ty cũng hưởng hết gần hơn phân nửa. Cho nên là mình có nhưng mà không được nhiều đâu. Thì mình cũng chia sẻ với mọi người một cách chân thành là vì cái sự nghiệp nhạc trẻ của Du kết thúc thì Du đã chuyển sang nhạc bolero, mà được cái bolero remix mà mọi người mới vừa nghe đó là chỉ là một đoạn nhỏ trong cái bolero của mình thôi. Thì mình đã thành công cái dòng nhạc này thì mình cũng rất là vui và hạnh phúc. Cho đến nay thì mình vẫn thấy chưa thấy ai có thể phát kỷ lục giống như mình. Mà không biết cái đối tượng mà thích cái nhạc bolero remix của Quách Tuấn Du là đối tượng những bạn trẻ hay là như thế nào ạ? À, cái đối tượng mà Du đã thống kê trên cái nền tảng xã hội á, thì nó có cái lượt thống kê, nếu mình có thể bấm vào cái công cụ đó mình xem được cái đối tượng nào luôn. Thì đối tượng của Du là ở tầm hàng 30-35 trở lên. 30-35 trở lên. 30 thì nó ít lắm, nhưng mà từ 30 đến 35 thì ít, mà từ 35 trở về sau thì rất là nhiều. Thì tại vì thứ nhất là Du có cái khán giả của mình ở thế hệ 8X, 9X. Và thứ hai nữa là cái dòng nhạc bolero này người ở bên nước ngoài họ nghe rất là nhiều. Vì họ không có thời gian cập nhật nhạc mới, nhưng mà họ quen cái trong cái lỗ tai của họ nghe nhạc bolero mà kiểu cổ điển rồi, nhưng mà nghe bị ở bên đó thì cuối tuần người ta sẽ thích đi lái xe đi chơi, thì trên đoạn đường lái xe thì cái nhạc Du của Tuấn Du rất phù hợp, vì nó sẽ chứa đựng tới một tiếng mấy, người ta không cần phải thay đĩa khác nè. Và người ta nghe âm thanh đó cũng cứ riu thì người ta nghe từ bài này sang bài khác, người ta thích thì người ta lái xe. Ở bên Mỹ là chỗ mà gần nhất là cũng cả tiếng đồng hồ. Thêm đó, một phần là những bài đó là đa số mọi người cũng thuộc nhiều ha, Quách Tuấn Du ha. Dạ. Mà gặp mình thể hiện lại những cái bài mà người chọn lọc nữa thì kiểu người ta cũng rất là kiểu người ta rất là thích. Cho nên mình cũng thấy mình giống như là thiên thời địa lợi. Đúng rồi, không ngờ mình đi đúng xu hướng. Rồi, bây giờ sẽ là thính giả tiếp theo của chương trình hôm nay nha. Alo Ngọc Lan, xin chào thính giả ạ. Mến chào Ngọc Lan, mến chào ca sĩ Quách Tuấn Du. Lời nói đầu tiên cho chị được chào bác chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ. Nhịp cầu nghệ sĩ hôm nay có một ngày có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Xin chào chị Út Em nha, cảm ơn chị rất nhiều đã kết nối với chương trình. Mời chị đặt câu hỏi ạ. Chị chào Quách Tấn Du ạ. Em chào chị. Thì qua đây chị cũng được làm quen với em lần đầu tiên, thì cũng cho chị xin phép được tâm sự với em chút xíu nha. Thì từ đầu thì chị nghe chương trình thì nói chung là cuộc đời của em cũng rất là thăng trầm, nhưng mà mới có 16 tuổi mà em đã một thân một mình vào thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố qua lợi. Thì hành trang của em như thế nào, nào có gặp một cái quý nhân nào đó, hay là tự em thực lực của em đi lên để thành công ngày hôm nay ạ? Em chào chị. Câu hỏi này thì cũng đúng vào cái dịp mà em vừa thực hiện cái live show đó, thì em cũng kể về cái hành trình của em lên Sài Gòn. Chị không biết hồi nãy giờ chị nghe hết chương trình hết hay nghe không chị? Chị đón nghe hết mà. Chị đang nghe mà, tại vì chị yêu cái chương trình này lắm, nếu mà bữa nào chị không nghe được thì chị cảm thấy buồn. Thì giờ đến chương trình này mà mới có cơ hội chị em mình gặp nhau ha. Thì 16 tuổi em lên Sài Gòn, thì nói đúng hơn là 17 tuổi chứ mới 16, thì vừa hết 16 thì bữa nào bước sang 17 thì đã lên Sài Gòn. Thì với hành trình của em chỉ có 50 ngàn trong tay thôi. Lúc đó em nhớ rõ, rất rõ là mẹ em cũng không cho đi. Mẹ nói em nói là đâu có tiền đâu, cho đi lên Sài Gòn. Nó nói là lên Sài Gòn để con tìm cái công việc để con làm này nọ. Mà nói giờ mà không có tiền cũng không có cho gối đầu nữa. Phải giống như là cho tiền để mà có thể sinh sống trong những ngày tháng đầu tiên mình chưa có tìm được việc làm á. Mà mẹ thì cũng rất là kiểu quyết đoán là mẹ không có tiền. Mẹ chỉ nói là nếu đi chỉ có 50 ngàn nó đi thì đi. Mẹ nói vậy. Mà ở miền Tây thì người mẹ hay gọi con bằng mày tao lắm. Mẹ nói mày có tao có 50 ngàn đó, thì mày muốn đi thì mày đi. Thế nên lúc đó mình nghĩ rằng 50 ngàn mình xài sao ta. Thôi mình nói là thôi quyết định đi, lỡ mai lên trên đó thì mình cũng xin đi rửa chén lau nhà hay là chùi cầu tiêu cái gì cũng được hết. Mà không biết cái thời đó 50 ngàn mình làm được cái gì hả Tuấn Du?
50.000 chắc nghĩ bây giờ chắc cũng tầm khoảng 300-400.000 gì đó, tôi cỡ đó, 200-300.000 gì đó. Thì có thể sống được vài ngày ha. Sống được vài ngày thì may quá thì lúc mà lên thì Du có một quen một cái ông cậu này là cũng bà con xa với gia đình nhưng mà ông cậu này cũng làm việc ở Sài Gòn, ông cậu cũng đón về nhà cho ăn uống này nọ tạm được trong những ngày đầu tiên, rồi sau đó xin đi làm được cái chỗ nhà hàng. Nhà hàng này là nhà hàng Pháp trên đường Hai Bà Trưng, 180 bis Hai Bà Trưng. Thì đến giờ mấy chục năm vẫn còn nhớ địa chỉ, là mọi người biết lên ấn tượng cái nào hả. Lần đầu tiên ra đời mà. Tôi xin vào nhà hàng đó làm việc cho nên là mới có cái cơ hội đi tiếp được cái đoạn đường hành trình tiếp theo đó. Thì đó là cái vất vả nhất trong những ngày đầu tiên. Thì mua chiếc xe đạp lọc cọc ở ngoài ngã sáu Phù Đổng á. Thì lúc trước hay nó bán xe đạp cũ này, là mua để dành tiền thì được 150 mua được chiếc xe. Chiếc xe chạy đi làm thì bị lạc đường rồi bị tùm lum hết. Đại cái là nói chung là cũng rất là gian nan đó. Chị theo như chị đã cảm nhận em thì là đúng đó, là rất là gian nan để có ngày hôm nay. Nhưng mà cái sự gian nan đó mà đến ngày hôm nay thì em cảm thấy rất hạnh phúc vì chính là cái lao động nhiệt huyết của em và cái sự hy sinh đánh đổi của em nó có thành công chứ không phải là đánh đổi xong là mất. Rồi em hôm nay không phải là một người giàu có nhưng đại gia của showbiz, nhưng mà em cảm thấy mình quá đủ rồi, quá hạnh phúc mà mình biết đủ đó. Còn bây giờ nếu em có làm đưa ra nhiều tiền hơn nữa thì em nghĩ rằng là em sẽ chia sẻ cho người khác, chứ em cũng, tại vì tất cả khán giả hiện tại là những người đã cho em có ngày hôm nay thì bây giờ em đã đủ rồi thì em cảm thấy là em muốn chia sẻ lại cho những người khác. Nói chữ đủ á, tức có nghĩa là đủ là vì mình không còn phải lo nghĩ về vấn đề là cuộc sống là không biết mở mắt thức dậy có tiền ăn hay không, rồi có cơm ăn hay không. Thì là đó là cái đủ của em. Chứ mà để mà con người ai cũng có tham vọng của mình, ai cũng muốn mình được ăn mua sung mặc. Không bao nhiêu là đủ hết. Không bao nhiêu là đủ hết. Có chiếc xe này thì mình muốn đổi chiếc xe hơn. Thì đó là ai cũng muốn, nhưng mà cái em cảm thấy là trong con người của em á, em chỉ muốn là nó đầy đủ như vậy thôi. Chứ bây giờ em mà đòi hỏi thêm nữa, em nghĩ là em cũng không biết em cảm nhận được cái gì nữa. Tại vì em giờ em cảm nhận cái sự nổi tiếng có nè, cảm nhận cái sự tình người có nè, cảm nhận cái sự là đắng cay ngọt bùi, nhưng mà chua em rất là ghét. Có nghĩa là đắng cay ngọt bùi chịu được hết, nhưng mà chua là rất là ghét. Vì vậy cái câu hỏi của chị cũng làm cho em có cảm xúc, em trả lời rất là đúng về cái tâm trạng của em. Dạ, rồi. Còn câu hỏi nào nữa không chị của em? Cũng như cái sự vất vả và một cái phấn đấu đắc lực của em để ngày hôm nay em đó có được một cái thành công rực rỡ như thế này, thì khi nhìn lại thì cái bước đường mà em đã đi qua, em có để lại cho em một cái ấn tượng nào khó quên hay là một cái kỷ niệm nào mà em đáng nhớ đến ngày hôm nay không? Dạ có chứ chị, em nhiều ấn tượng lắm, nhưng mà em nêu ra một ấn tượng đầu tiên, đó là cái mà em cái thời gian em làm trong cái nhà hàng đó, em nhìn đối diện bên đường có một cái trung tâm tuyển luyện ca sĩ đó, gọi là tuyển chọn ca sĩ. Nghĩa tức là người ta tuyển chọn người ca sĩ luôn chứ không phải là đi thi rồi để được ca sĩ, có lẽ đi người ta tuyển chọn tuyển luôn ca sĩ. Chắc bạn Ngọc Lan có nghe, nếu trong người sẽ biết được trung tâm ca nhạc nhẹ Sài Gòn từ tháng 8. Dạ có. Thì đó là cái trung tâm mình đầu tiên mà Du được chấm làm ca sĩ, đó là chuyên nghiệp. Ở quê á, là chỉ đi hát với nhau rồi đi hát cho mấy cái văn nghệ văn hóa thôi, nhưng mà chỉ được gọi là chuyên nghiệp. Lên đây được vào một trung tâm ca nhạc chuyên nghiệp mà thời đó là có Mỹ Tâm, có Đàm Vĩnh Hưng, có Phan Đình Tùng, có nhiều người cùng một lúc vào cái trung tâm nó cùng với Du luôn. Nhưng mà đúng là mình không thể nào so sánh được và mình không thể nào mà mình ấy được. Cái may mắn của mình là có, nhưng mà thời đó anh Đàm Vĩnh Hưng cũng đã đi xe ô tô, đi xe gắn máy là Angel. Mỹ Tâm thì đi cũng là đi chiếc Charlie, Mỹ Lệ cũng đi chiếc Charlie. Đại khái là ai cũng có xe gắn máy. Thương Du là có xe đạp mà. Mình chạy xe đạp cho nên bây giờ cái sự thành công mình bây giờ là, tuy là nhìn cùng một lúc với Mỹ Tâm thì mình nghĩ rằng bây giờ mình không có bằng Mỹ Tâm. Nhưng đó là cái số phận thôi. Thì thời đó Mỹ Tâm đang có Angel rồi, với Tương Dương xe đạp, thì bây giờ ngày hôm nay Mỹ Tâm giàu gấp 10 lần Du thì Du cũng phải 2-3 chứ, phải không? Du cũng 2-3 thì cũng cảm thấy mãn nguyện cuộc đời rồi.
Cho nên mỗi, như nói đây rồi, cũng là mỗi con người chúng ta có một cái số phận, cho nên chúng ta đừng nhìn vào người khác và chúng ta cảm thấy là mình tại sao mình không bằng, là mình cố gắng hay là mình làm bậy làm bạ để mình đạt được giống như người ta, mình không cần thiết phải làm điều đó. Đó, cái mà Vũ sống và Vũ chia sẻ với đệ tử, những cái người mà học trò của Vũ sau này á, thì Vũ cũng ngồi Vũ training, Vũ giới thiệu những cái hành trình của mình để cho các bạn biết, các bạn đừng bao giờ tái phạm những cái sai phạm, những cái việc mà gọi là mình nhìn người khác mà mình giàu quá rồi mình bắt chước giàu, cái mình cuối cùng mình bị lạc hướng. Cái đó là cái mà truyền cảm hứng của mình. Tức là chậm thì cái dấu ấn của Vũ, dấu ấn của Vũ là trong một lúc mà Vũ làm hai cái công việc đó, một là đi lau chùi cầu tiêu, rồi lau chùi nhà, rồi rửa chén, rồi rửa ly, đại khái phụ bếp, thì lật qua một cái trang mới ngày, giống như là ban ngày á, mà ban đêm, chứ ban đêm đi làm nhà hàng là từ 6 giờ trở đi bắt đầu phục vụ khách, còn ban ngày là Vũ đi qua bên trung tâm ca nhạc nhẹ, Vũ làm một ca sĩ. Đó, cái ấn tượng, cái dấu ấn của mình đó là vậy. Một lúc làm lao công, một cái là làm nghề trước công chúng, như vậy đó. Mà thời gian đó, cái khoảng thời gian đó là kéo dài trong bao lâu hả Quách Tuấn Dương? Đêm với ngày á, khác nhau như vậy. Vũ làm từ một năm, được đúng một năm, 12 tháng, thì lúc đó là Vũ cũng được tiếp tục làm việc và được cơ hội tiếp tục đón mình, đó là được hát ở những cái sân khấu lớn, thì cái mà không may của mình là mình bị phỏng lửa ở trong nhà hàng, phỏng 13% cháy cả người. Thì kể từ đó là Vũ không còn người gọn đời, mình cũng không còn đẹp đẽ nữa, thì mình cũng không đủ tự tin để mình trở lại cái nghề ca hát này, cho nên là mình đã rút khỏi nhà hàng, mình nghĩ mình trốn về quê một thời gian, mình về quê để mình tự tu dưỡng, về mình chăm sóc về cái da của mình đó, chứ không thôi là ngày hôm nay da của Vũ cũng không có được hoàn thiện được như vậy. Vẫn còn thẹo, nhưng mà thẹo trên tay. Cái mà mặt thì mình may quá, mình hết. Vậy đó, tức là nếu mà nhìn Vũ bây giờ thì đúng là không có ai mà nghĩ là ngày xưa Vũ đã từng có một cái tai nạn như vậy. Đúng rồi. Mà cũng không có một cái tấm hình nào luôn á, tại vì ngày xưa làm sao có máy chụp hình được. Với lại lúc đó là... mình đâu có nghĩ, tự nhiên mình khi mà mình bị xấu, bị tai nạn vậy mình đi chụp hình chi, phải không? Đúng rồi, với lại không phải cái thời gian đó là không đâu có điện thoại thông minh đâu, với lại mình cũng không có nghĩ đến sẽ chụp hình để mà lưu niệm gì đâu. Nếu mà người nào mà nghĩ được, chắc người đó cái đầu cũng rất là thông minh. Để bây giờ mình còn có những bức hình để mình coi lại cái hành trình, cái quá khứ mình, đúng không? Ví dụ như vừa rồi Vũ có làm live show thì Vũ cũng muốn tìm lại những bức hình đó. Ủa, mình nghĩ là rồi đó mình đâu có chụp hình đâu mà mình đưa lên đây. Đấy, cái đó cũng là một cái mà mình nghĩ rằng là sau này mọi người cứ làm việc gì mình cũng phải chụp hình lại. Làm việc thiện, tư thiện, hay làm cái gì cũng phải chụp hình lại. Biết đâu 10 năm sau, 20 năm sau mình cần những bức hình đó để mình làm tài liệu. Đấy, cho nên có nhiều người hay nói là ca sĩ đi làm từ thiện đánh bóng tên tuổi, hay là cái bà này bà kia đi làm từ thiện, chứ thật ra đi làm những cái chuyện tào lao tầm bậy tầm bạ. Đấy, mình cứ nghĩ là những cái điều đó mình muốn chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu hơn thôi. Rồi còn câu hỏi nào nữa không ạ chị Út Em ơi? Rồi, cảm ơn chị Út Em rất nhiều đã kết nối với chương trình. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Quay trở lại cuộc trò chuyện với ca sĩ Quách Tuấn Du thì chúng ta chỉ còn khoảng 4 phút nữa thôi. Thì Ngọc Lan, còn 4 phút nữa thôi. Dạ, khoảng 3 phút thôi nha. Mình kiếm những cái câu hỏi thật ngắn đó là trong cái thời điểm hiện tại thì không biết là Du mong ước điều gì cho tương lai của mình nè. Có những cái hoạch gì không ạ? Trong tương lai thì Du vẫn muốn thực hiện một cái live show tại thành phố Hồ Chí Minh. Live show lớn là về âm nhạc, về nhạc trẻ này, nhạc bolero nè. Còn ngày xưa Du cũng đã có một live show rồi, mà live show nó về nhạc đạo. Cũng 4.000 khán giả tại sân khấu Lan Anh đó. Nhưng mà nó là về, nó thiên về nhạc đạo nhiều hơn, nhạc đạo về cha về mẹ hơn. Còn bây giờ Du muốn cái hành trình nhạc trẻ và thành công của mình, và nhạc bolero thành công của mình, hai cái tập hợp thành một cái live show mà không biết là mình có thực hiện nổi hay không. Giống như là Du đã từng ao ước cái live show ở quê nhà, mà tự dưng là năm nay làm được, chứ không bao giờ nghĩ rằng tại nó tốn tiền nhiều quá mà mình chỉ cho đi chứ mà không nhận lại. Còn cái live show ở Sài Gòn này thì chắc chắn mình cũng phải cân đo đong đếm để mình không có bị gọi là tốn quá nhiều tiền. Đó, hy vọng là có những người tài trợ nào đó hiểu được con người của mình, hiểu được cái hành trình của mình, và muốn cùng với mình chia sẻ với nhau về cái cuộc quảng bá, thì mình sẽ thực hiện một cái live show cùng với nhau.
cho nên là cái ước nguyện của mình là như vậy đó. Còn những cái điều khác thì cái lý tưởng của mình thì mình muốn thực hiện một cái trung tâm giải trí. Giải trí mình muốn đào tạo cho những thế hệ sau này. Yeah. Và mình muốn lấy những cái kinh nghiệm thất bại của mình chia sẻ lên cho các bạn. Thành công thì có rất là nhiều, lên mạng có đầy đủ. Yeah. Nhưng mà thất bại ít ai chia sẻ lắm. Thì Dư lại nghĩ là mình sẽ chia sẻ những cái thất bại để các bạn tránh thôi. Để mọi người thành công nhanh hơn Du ha. Đúng rồi, yeah. Đúng rồi. Rồi, lời cuối của chương trình thì mời Du có cái điều gì chia sẻ với thính giả của chương trình Nhịp Cầu Nghệ Sĩ không ạ? Nhân dịp năm mới thì cho phép Du cũng được gửi lời chúc đến toàn thể các bạn khán giả, các anh chị đang nghe đài, thì một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, và nhất là chúng ta làm điều gì chúng ta cũng nghĩ rằng là cố gắng hết sức mình, còn đạt được hay không điều đó hãy mong chờ vào cái số phận, yeah. Và có duyên số thôi, chứ đừng có nghĩ rằng là tôi nhất định sẽ làm được điều đó, tôi nhất định sẽ làm được điều đó, rồi cuối cùng mình bị thất bại, mình bị sốc á. Yeah. Sốc thì mình rất là dễ bị stress, bị bi kịch, trở thành những cái bi kịch cho gia đình, bi kịch cho cuộc sống của chúng ta. Đấy, như chỉ mong vậy thôi. Yeah. Đối với Du là Du sống mỗi ngày trôi qua, mình mở mắt thức dậy, hơi thở mình còn là mình thấy vui, hạnh phúc rồi. Cảm ơn Du rất nhiều ha. Hy vọng là trong một chương trình nào đó rồi chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa Du nha. Cảm ơn Du, chúc Du nhiều sức khỏe, và trong tương lai gần nhất là cái live show của Du sẽ trở thành hiện thực. Cảm ơn Du rất nhiều. Còn bây giờ chương trình Nhịp Cầu Nghệ Sĩ cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau nhé.